Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật trạng thái tùy chỉnh trên Messenger Facebook cho điện thoại iPhone và Android. Hiện tại thì Facebook nó đã cập nhật một tính năng mới cực kỳ hay ở trên Messenger, đó là tính năng tùy chỉnh trạng thái của bạn. Ví dụ như là bạn đang buồn, bạn đang vui hay là bạn đang chán thì bạn hãy bật cái tính năng đó lên và cập nhật trạng thái ở trên Messenger cũng như là trạng thái trên trang cá nhân Facebook của mình. Thì những người bạn của bạn sẽ thấy. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết cách cập nhật tính năng và cách sử dụng tính năng trên điện thoại nhé. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua cái phần tính năng của nó nhé. Đầu tiên các bạn vào trong Messenger, sau đấy các bạn chọn vào hình ảnh đại diện của mình ở trên góc trái màn hình này ạ. Và ở đây thì nó sẽ hiện ra cái phần là trạng thái tùy chỉnh này ạ. Bình thường thì nó sẽ không có phần trạng thái tùy chỉnh này đâu, nhưng khi các bạn bật tính năng này lên thì nó sẽ có phần trạng thái tùy chỉnh ở đây. Bây giờ các bạn hãy chọn vào cái phần trạng thái tùy chỉnh này. Như các bạn đang nhìn thấy thì ở đây nó có bao gồm tất cả các trạng thái. Ví dụ như là đang bận, đang ngủ, gọi cho tôi, nhạc hay là đang chơi game. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm cái dòng trạng thái của các bạn vào đây. Đó, rất là hay nhé. Bạn chọn vào phần nhập trạng thái này. Sau đấy các bạn nhập cái dòng trạng thái của mình vào. Ví dụ như mình nhập cái dòng trạng thái của mình hiện tại. Ví dụ như mình nhập là đang đi chơi chẳng hạn. Các bạn chọn một cái icon nào đó cho nó hợp. Đấy. Khi bạn điền xong cái trạng thái của mình thì các bạn hãy nhúc vào cái hình mặt cười màu đen ở đây ạ. Thì bây giờ các bạn hãy tìm cho mình một cái icon phù hợp với cái trạng thái của các bạn. Như mình thì đang đi chơi thì mình sẽ tìm một cái trạng thái nào đấy cho nó phù hợp. Đây, như mình sẽ chọn cái là đang đá bóng này chẳng hạn. Sau đấy các bạn ấn cập nhật. Ok, vậy là ngay lập tức cái biểu tượng ở trên Messenger của mình ấy, nó có phần đang đi chơi ở đây ạ. Thì tất cả các bạn bè của bạn khi có thể nhìn thấy cái trạng thái này của các bạn nhé. Còn nếu như bây giờ là bạn muốn chọn một cái trạng thái khác chẳng hạn, thì các bạn lại vào lại trạng thái tùy chỉnh. Ví dụ như là mình chọn cái trạng thái là đang chơi game chẳng hạn. Sau đấy các bạn ấn cập nhật như thế này. Vậy là xong ạ. Đó là phần trên Messenger, còn ở trên phần Facebook đây ạ. Đầu tiên các bạn vào Facebook, sau đấy chọn cái avatar của mình ạ. Trong này thì có phần đặt trạng thái này ạ. Các bạn chọn vào. Trong này thì nó cũng có cái phần giống như ở trên Messenger ấy ạ. Ví dụ như là bạn đang cảm thấy buồn ngủ này, đang buồn chán, đang nghe nhạc chẳng hạn. Nó sẽ có các gợi ý cho mình. Các bạn cũng có thể thêm phần công việc của mình ở đây ạ. Giống như phần ở trên Messenger ấy ạ. Ví dụ như mình chọn đang đi chơi chẳng hạn. Bạn gõ đến đâu thì nó sẽ hiện lên ở trên phần trang cá nhân đến đó luôn nhé. Và bây giờ mình không muốn chọn cái này nữa, mà mình chọn sang cái đang nghe nhạc chẳng hạn. Đây, đang nghe. Ở trong này thì có rất nhiều bài hát. Các bạn có thể chọn một bài hát nào đấy các bạn yêu thích. Và đặc biệt là khi các bạn bật cái trạng thái đang nghe nhạc này lên ấy, thì tất cả những người bạn có tính năng này đều có thể nghe được bài hát của các bạn nha. Và đây, mình sẽ chọn một bài này đi. Ok, nó hiện đang nghe bài hát này rồi nhé. Bây giờ mình sẽ ấn cập nhật. Sau khi các bạn cập nhật xong ấy, thì đây là danh sách những người bạn của bạn đang sử dụng tính năng này. Các bạn bấm vào xem luôn ạ. Đây là những người bạn của bạn đang sử dụng tính năng này. Bạn có thể xem tất cả những cái trạng thái của những người bạn của mình đang sử dụng tính năng này, cũng như là bạn bè của bạn có thể xem được cập nhật cái trạng thái của bạn ở trên này nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ nói đến phần tính năng cập nhật của cái ứng dụng này nhé. Với điện thoại Android thì các bạn hãy vào CH Play, còn với điện thoại như dòng iPhone ấy thì các bạn vào App Store để tải nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ vào App Store. Sau đấy các bạn tìm kiếm Messenger. Đây, Messenger đây.
sẽ các bạn xem là cái phiên bản Messenger của bạn này đã là phiên bản mới nhất chưa. Nếu đã là phiên bản mới nhất rồi ấy, thì sẽ sử dụng được cái tính năng này nhé. Sau đó thì bạn hãy kiểm tra xem cái phần trạng thái của bạn ở trên Messenger đã có chưa nhé. Trường hợp mà bạn đã cập nhật rồi mà nó vẫn chưa có phần trạng thái tùy chỉnh ở đây ấy, thì các bạn đừng buồn nhé. Các bạn đợi khoảng 1-2 hôm nó sẽ cập nhật cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào cho các bạn xem một cái tài khoản trên điện thoại iPhone để xem là khi mình cập nhật lên thì nó có cái tính năng này không nhé. Đầu tiên các bạn vào App Store này. Đây là Messenger của mình thì hiện tại nó chưa phải là phiên bản mới nhất. Bây giờ mình sẽ cập nhật nó lên phiên bản mới nhất để sử dụng cái tính năng này nhé. Messenger của mình hiện tại đã cập nhật xong, bây giờ mình sẽ mở luôn cho các bạn xem nhé. Rồi các bạn chọn avatar. Nếu chưa có thì các bạn hãy thoát hẳn ra rồi vào lại nhé. Đây mình sẽ tắt hẳn nó đi. Và bây giờ mình sẽ vào lại nó xem là có không nhé. Và đây có rồi nhé các bạn. Ok, vậy là mình đã cập nhật xong với Messenger. Còn với phần trang cá nhân Facebook của mình thì mình cũng đã cập nhật lên phiên bản mới nhất rồi nhé. Sau khi cập nhật xong thì bây giờ mình sẽ mở luôn trang cá nhân Facebook lên để các bạn xem nhé. Và đây, nó đã có trạng thái ở đây rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.